Phước Sửu và Trang Trần. Xin chào mọi người cùng đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Và ngày hôm nay một cái chủ đề mà Phước Sửu và Trang Trần muốn chia sẻ với quý anh chị là một trong những là phân tích về một trong những cơ hội không chị? Dạ. Cái cơ hội cho những anh chị môi giới bất động sản giống như Sửu và Trang. Dạ. Đang gọi là nằm trong cái thời điểm giao thoa của bất động sản năm 2023 và năm 2024. Dạ. Thì một câu hỏi đầu tiên là Phước Sửu muốn hỏi chị Trang Trần, thì theo chị những cơ hội nào dành cho những cái anh chị em môi giới bất động sản trong năm 2024 này, thì chị có thể là phân tích đưa ra những cái cơ hội để cho những anh chị bất động sản đó là gọi là dự kiến bỏ nghề, hoặc là những bất động sản mà anh chị mà gọi là mới tìm hiểu về nghề môi giới bất động sản, thì có thể là xem đây là một cái cơ hội, là một cái tiềm năng cho mình khi mà mình là dồn vào cái nghề môi giới bất động sản. Dạ. Và chị có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Dạ vâng. Thứ nhất là cái sản phẩm trên thị trường hiện nay rất là đa dạng. Đầu tiên là cái sản phẩm về bất động sản công nghiệp là một cái trào lưu mới, ngành logistics ở Trung Quốc phát triển và nó đang dịch chuyển sang Việt Nam rất là nhiều, và bất động sản công nghiệp là một cái điểm mà nó sẽ phát triển trong thời gian tới, nó cũng đã và đang phát triển. Và cái thứ hai là nhà ở xã hội. Thì nhà ở xã hội hiện nay á, cái nhu cầu về nhà ở, nhu cầu thực về nhà ở của cán bộ công nhân viên rất là nhiều. Và cái sản phẩm nhà ở xã hội cũng được các nhà đầu tư khai thác rất là nhiều, các chủ đầu tư khai thác rất là nhiều. Và một cái sản phẩm thứ ba là sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng. Thì đây là một cái bất động sản gọi là sang chảnh cho những người từ trung lưu đến thượng lưu. Đúng rồi. Vâng. Sau cái thời điểm gọi là đại dịch Covid gì ạ? Dạ. Về second home, căn nhà thứ hai. Dạ. Đối với những cái người gọi là muốn có một cái nơi gọi nghỉ dưỡng, dạ, nơi mà xa phố thị ồn ào, để trở về với một căn hộ, một cái căn condotel hoặc là, dạ, bất động sản nghỉ dưỡng, dạ, tràn ngập ánh sáng, nơi có sóng điện rì rào không chị? Dạ. Thì từ không đó là bất động sản bắt đầu là lên ngôi. Vâng. Chẳng những gọi là bất động sản ở biển mà những cái nơi có khí hậu và thời tiết tốt thì cũng là một cái lựa chọn cho nhà đầu tư. Dạ. Dạ. Vâng. Và một điểm nữa thì hiện nay á, ngày càng khách hàng thì càng ngày càng nâng cái level của họ, tức là cái yêu cầu của họ ngày càng cao đó. Và với nhu cầu như vậy thì cái công nghệ 4.0 đã đáp ứng được cái điều đó. Ví dụ như là smart home, đi vào nhấn nút một cái thì đèn sáng, rồi máy lạnh bật lên, rồi tivi bật lên, vân vân, tất cả đều là tự động hóa. Đúng rồi. Đó. Sau cái thời của Covid thì những cái lúc mà gọi là mở bán những cái dự án khá lớn thì mở bán online, và những cái chương trình gọi là mở bán thêm một cái sân khấu ảo đó chị. Vâng. Cực kỳ hay luôn, rất là quy mô và chuyên nghiệp, và đón rất là nhiều lượt khách hàng. Dạ. Đó là Vinhome nè, Nova và một, dạ, số chung rất là nhiều chủ đầu tư lớn đã triển khai và áp dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn khá nhiều. Dạ. Và gần đây nhất thì bên công ty EIA là nơi đơn vị công tác của Phước Sửu và Trang Trần cũng gia nhập rất là nhiều cái sản phẩm về công nghệ 4.0. Dạ. Trang Trần và Phước Sửu là có thể điểm qua những cái sản phẩm đầu tiên là những sản phẩm nào là chị Trang Trần ạ? Về công nghệ đúng không anh? Đúng rồi. Công nghệ thứ nhất là EcoRob. Đúng rồi, nói đến EcoRob là một cái phần mềm là scan, quét hình ảnh 360 độ. Với cái vị trí này thì với một căn nhà thì có thể các bạn có thể đi đến rất là nhiều điểm, từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, hoặc là tông toilet, tất cả các phòng ngủ, chỉ cần cách di chuyển trên màn hình thì mình có thể xem thực tế, thay vì mình đi xem thực tế ở ngoài thì mình có thể xem 360 độ không chị? Vâng. Và đặc biệt ở EcoRob là có thể là anh chị vừa đi xem nhà và có thể là đàm thoại nói chuyện trên phần mềm với nhau luôn ở nước ngoài. Thì có thể Phước Sửu ơi, có thể là di chuyển cái căn nhà của mình đến cái chỗ nhà bếp để có là xem là cái nội thất được như thế nào, là có thể khách hàng được trải nghiệm được hết luôn. Và sản phẩm thứ hai ở bên ERA đang phân phối và hỗ trợ cho tất cả những agent á, thì chị có thể phân tích sơ qua sản phẩm này. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm cái công cụ Momenzo, một công cụ quay rất là mướt mà khi nhìn vào như là một đoạn phim rất là tuyệt vời, rất là bóng bẩy, rất là gắn kết. Chúng xác. Nói đến Momenzo là một cách
quay phim. À, khi mà quý chị mà sử dụng phần mềm Mobizone này thì đưa một cái thiết bị điện thoại và đã có đăng nhập Mobizone rồi, thì Mobizone sẽ hướng dẫn quý chị quay phim ngay tại chính cái căn nhà của mình luôn. Thì Mobizone sẽ hướng dẫn là quay đứng, quay ngang, quay dọc và quay di chuyển tới luôn. Thì chỉ cần những thước phim mà mình có thể quay đúng theo Mobizone thì nó sẽ xuất ra một cái đoạn video cực kỳ chuyên nghiệp, âm thanh rồi có những nét chữ rồi có những cái minh họa đầy đủ luôn Phật chị ạ. Dạ, và ngay cả nhạc nền luôn. Khá thuận tiện và rất là phù hợp cho những anh chị mà muốn làm YouTuber, TikToker hay là Facebook Reel. Dạ, vâng. Và cái sản phẩm thứ ba mà ERA gọi là đang hỗ trợ cho những agent thì chị Trang có thể chia sẻ được sản phẩm thứ ba. Dạ, sản phẩm thứ ba là Flycam. Dạ. Dạ, Flycam thì chỉ cần là chúng ta ngồi nhấn nút thôi thì Flycam sẽ làm tất cả cho chúng ta. Chụp từ trên cao, chụp từ bên hông, chụp toàn bộ dự án. Và nếu các anh chị đứng từ Mỹ, anh chị không cần phải đến dự án mà anh chị có thể coi bất cứ sản phẩm nào ở Việt Nam và bất cứ dự án nào ở Việt Nam. Chính xác, dạ. Có khá nhiều công nghệ và đặc biệt là ERA có một cái phần mềm quản lý tất cả những giỏ hàng, sản phẩm và tất cả những agent đứng dưới của mình rất minh bạch, rõ ràng và có một cái sự gọi là mình mà có thể quản lý những cái đội ngũ của mình và những tất cả các giao dịch của mình cách đây 10 năm vẫn có được thể hiện đầy đủ hết được. Vâng. Như vậy thì khi mà mình show những sản phẩm và những cái giá trị của bản thân và những cái thành quả của mình gọi là đã làm được cho khách hàng thì khách hàng cảm giác rất là happy khi mà mình có một cái bề dày gọi là hoạt động khá tốt lại công ty EA không chị? Dạ đúng rồi. Và một cái hình ảnh của một cái người làm bất động sản, môi giới bất động sản chuyên nghiệp, nó sẽ nâng cao cái tầm nhìn và giá trị của mình. Rồi, mình nói đến cơ hội đi chị ạ. Dạ. Của những nhà môi giới chứ không phải là riêng agent của ERA bên mình. Vâng. Thì chị có thể phân tích thêm cái cơ hội cho nhà môi giới thời điểm này được hay không ạ? Dạ, một cái cơ hội nữa là rất đặc biệt là chính phủ Việt Nam đã nới rộng, hạn chế những cái thủ tục hành chính trong cái quy trình mua bán cho bất động sản. Thì những cái thủ tục nó ngắn gọn cũng như là nó tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng cho khách hàng. Đúng rồi. Dạ. Những cái chính sách thay đổi và những cái dự luật bất động sản cũng được thông qua giúp ích cho những nhà môi giới và giúp ích cho tất cả những cái doanh nghiệp và về đầu tư bất động sản. Dạ. Cảm giác có thể là dễ dàng hơn với việc là kinh doanh bất động sản của mình. Dạ. Đặc biệt nghề môi giới chỉ cần đầy đủ những cái bằng cấp, những cái chứng chỉ môi giới bất động sản thì sẽ hoạt động là sẽ chuyên nghiệp hơn. Dạ. Và loại bỏ những cái gọi là môi giới tại địa phương rồi gọi là nhiều nói nôm na hoặc gọi là cò, và thay vì môi trường bất động sản tại ERA, bất động sản tại Việt Nam là những tư vấn viên chuyên nghiệp bằng cấp rõ ràng và sử dụng những công nghệ 4.0 thì chị Trang Trần có thể là gửi gắm vài đôi lời và những cái chia sẻ của chị đến những bạn trẻ, những cái người mà bắt đầu niềm đam mê bất động sản thì cái công việc này đối với chị và đối với những người mới vào nghề thì theo chị nó có là khó khăn hay không, và những thách thức cơ hội thì khi nãy giờ mình đã nói rồi, thì những khó khăn thách thức và cơ hội như vậy thì chị có thể chia sẻ cho mọi người nắm rõ một chút xíu về cái nghề môi giới bất động sản gọi là thời điểm giao thoa này không ạ? Thực ra cái thời điểm giao thoa này là một cái cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ gia nhập vào đội ngũ môi giới bất động sản, bởi vì những cái cùng với những cái chính sách nhà nước đã đề ra nó thuận lợi cho khách hàng lẫn là về sự minh bạch để mà khách hàng có thể đầu tư một bất động sản thì đó là một cái điều kiện mà rất là thuận lợi để các bạn trẻ cảm thấy là an tâm khi mà mình tư vấn hay là giới thiệu một cái bất động sản nào cho khách hàng. Cái thứ hai là cùng với những cái sự phát triển của công nghệ thì các bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển hơn và cảm thấy mình giá trị hơn, và nó không phải là nó dừng lại ở một cái công việc làm môi giới mà là mình là một người tư vấn viên chuyên nghiệp thì cái hình ảnh của mình nó sẽ được nâng lên. Cảm ơn chị Trang Trần rất nhiều đã chia sẻ những cái cơ hội cho nhà môi giới. Chắc anh sẽ có nhiều còn rất là nhiều thách thức, nhưng mà
năm 2024 sẽ là một tiền đề cho các bạn để có thể phát triển tốt hơn. Hãy gia nhập với lại đội ngũ EA Việt Nam cùng với Phước Sửu và Trân Trần để có thể hỗ trợ quý anh chị có nhiều cái công nghệ 4.0, và đặc biệt là ở đây thì mình có thể là hòa nhập và với những cái môi trường bất động sản chuyên nghiệp từ Âu đến Á, bởi vì bất động sản ra Việt Nam thì và toàn cầu thì quý anh chị có thể là bán những sản phẩm toàn quốc. Gia nhập với thị trường toàn thế giới và đặc biệt là một nước, nước xứ cờ hoa xinh đẹp là nước Mỹ. Vâng. Rồi, xin chào chị Trang Trần. Xin chào. Hẹn gặp chị Trang Trần ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà.